Đây anh em, tôi vừa đi lấy hàng về được khoảng 1 tiếng ngồi làm luôn. Hôm nay là 25 rồi. Đây. Bắt đầu buộc chưa chét nho nhét rồi. Tí nữa thì đến tối thì sẽ lác đác có hàng và ngày mai bắt đầu tôi chuyển được rồi. Ok, mai là 26, sáng ngày 26 à. Rồi mai là sáng 26 thì sáng 26 tôi sẽ chuyển hàng. Tối nay tôi sẽ tí nữa tôi sẽ gọi điện cho anh em hôm trước đặt. Ngày hôm nay mới có hàng, ngày hôm nay tôi mới gọi điện. Đây, tôi vừa làm đồ xong. Để anh em. Đây, anh em, lò xo xong rồi, lưỡi xong rồi, bây giờ chỉ việc lắp ráp thôi. Đây, anh em này. Ok, đây là sắp có hàng. Đến tối thì tôi sẽ liên lạc anh em. Ok. Đấy, xong hàng tí nữa tôi quay hết đến lúc đóng hàng. Ok anh em. Anh em, sau một ngày làm việc vất vả này, nở ra ngày thì từ lúc tôi làm từ lúc 11 giờ đến giờ. Đấy, đã bắt đầu lại có lăng xê rồi. Ok anh em. Để mai tôi bắt đầu tôi lại chuyển cho anh em. Ok. Đấy, hàng xong hết rồi, bây giờ tôi chỉ việc móc xốp và đóng gói thôi. Dán mác, dán tem. Ok, là xong. Một lăng xê này duy nhất chỉ có tôi có. À, vài lưới. Ok anh em. Chút nữa tôi sẽ đóng gói. Rồi, ok. Anh em mà đã có hàng rồi nhá. Đấy. Bây giờ tôi chỉ còn dán tem dán mác nữa là ok rồi, tem dán chắc chịt hết. Ok, bây giờ tôi sẽ liên lạc với cả những anh em đã đặt hàng. Ok anh em. Anh em lấy để lại số điện thoại ủng hộ nhá. Ok. Đây anh em, hoàn thành xong rồi nhá. Chỗ này có tạm thời 42 bộ thôi. Tôi vẫn đang tiếp tục làm tiếp. Ok anh em.